Rồi, chào tất cả anh em đến với shop phụ tùng Trần Đạt anh em nhá. Hôm nay mình quay lại với đồ món nha anh em. Thì không đã nữa. Đây bán đồ món cho anh em, đang đồ món bán cho anh em nha. Thì quay alpha lốc đen anh em ơi. Ok, bô quay alpha lốc đen nha. Thanh lý nhanh gọn cho anh em luôn. Bô zin chưa móc, chưa lủng. Bán cho anh em giá 400 ngàn nha anh em. 400 ngàn giá bằng giá bô tàu luôn. Thì cái bô này nó có gì? Cái bô này là một cái bô zin nha, cái bô zin. Cái bô này là cái bô lốc đen này. Bô lốc đen thì đít nó là đít đen này anh em. Đít đen tròn này anh em thấy không? Đó. Nha. Anh em lưu ý giúp mình nha. Đít đen tròn. Và cái bô nó chả có chữ số gì anh em. Nó chỉ có chữ Honda thôi. Và cái bô này anh em, nó có một đặc điểm mà mình tin chắc là rất là nhiều anh em thích cái bô này. Đó là cái bô này á, nó nổ rất là êm nha. Những anh em nào mà đi, nếu mà đi cái dòng xe quay alpha đít đen rồi á, cái quay alpha lốc đen đó, thì anh em sẽ biết được là cái tiếng nổ của xe này nó êm, mà cái phần lớn á, là nhờ vào cái bô này nha anh em nha. Cái bô này rất là bóng nha anh em. Cái bô này là một cái bô đẹp, không phải là bô xấu nha anh em nha. Cái bô này là một cái bô đẹp. Đây, cổ nó nhìn tới đây luôn, nó biểu nó bị hàn đây nhẹ thôi. Cái hàn này không thấy nha anh em nha, hàn này gần như không thấy. Thì mình bán cho anh em giá 400 ngàn. Và mình tin chắc chắn rằng những anh em nào đang có nhu cầu sở hữu một cái bô zin, như là từ xe Trung Quốc chúng ta đi lên xe zin, hoặc là những cái xe mà alpha mà bô nó bị lủng, nó đã hư rồi, thì anh em có thể mua cái bô này về thay thế cực kỳ ngon lành nha. Tiếng nổ rất là êm. Và mình bao anh em đúng bô zin, hàng zin đẹp, không phải là hàng lô, không phải hàng giải zin nha anh em nha. Bô xài rồi cho nên là tiếng nó đã đóng khói, rất là êm, rất là ấm nha. Chứ không phải là giống như bô mới là cái tiếng nó sẽ kêu đẹp đẹp không được hay. Thì cái bô này bán giá 400 ngàn cho anh em bằng một cây bô Trung Quốc luôn. Cây bô Trung Quốc mới anh em mua bây giờ là mua với cây bô như là bô VD ha, hay là bô Tân Hòa là nó cũng giá tầm này luôn nha anh em nha. Nhưng mà mình chắc chắn với anh em luôn, chất lượng bô zin là vô địch nha. Xài bao nhiêu năm nữa nó vẫn, cái nước xi nó vẫn còn rất là đẹp nha anh em. Thì anh em nào có nhu cầu anh em phải liên hệ mình số điện thoại 0915 434 973 anh em nha. Một cây bô quay alpha lốc đen cho anh em trong những cái ngày cuối tháng. Cảm ơn em rất là nhiều.